Chào các bạn kinh xe phong cách 24 giờ. Exciter 105 phiên bản phá cách với dàn chân biến thể. Với sức mạnh 105cc, Exciter đã làm rất nhiều người mê mệt bởi cổ máy và hình dáng phong cách hầm hố lật lẫm của em nó. Tuy cái vẻ đẹp của dòng xe con tay thể thao của nhà Yamaha đem đến cho người tiêu dùng là rất hoàn mỹ, nhưng rất nhiều người vẫn muốn có chút gì đó là riêng của mình bằng cách đem lại chiếc xế độ với rất nhiều thể loại đa dạng khác nhau. Dàn tem đấu phá cách khiến chiếc Exciter 105 cực kỳ nổi bật. Dàn chân trước được trang bị cái phục dè Winner với cặp heo dầu Rebel Hybrid logo lớn, full ốc RT đốt máy, chấp sao chế từ người anh em Exciter 110 đi kèm với cái phục Holin bình dầu, mâm OZ sơn tem đấu, bao tay Spider, tay con, tay thắng CR, bình dầu AM, cổ bộ Titan cộng với cable Aranovit. Honda quay 110cc hiền lành trong cái bản độ kiêu kỳ. Điều đà chiếc ống kính cũng như khoe sắc vàng với khối đồ chơi CNC lớn trên xe, làm cho mẫu quay 110cc của Honda lừng lẫy một thời sóng dậy, đốt tim bao nhiêu chàng trai yêu thích dòng xe số huyền thoại với sự bền bỉ và hình dáng mới. Nhẹ nhàng điều đà với khối đồ chơi lớn làm cho chiếc quay 110cc trở nên đẹp hơn rất nhiều. Ở trong bản xe độ này được trang bị cái độ trước và cặp kính hậu của Suzuki V3. Gù kiểu Desoma, ta thắng CNC 6 số, có thêm chức năng là chống gãy, kéo dài của Baker, nắp bình dầu CNC, van vòi xe CNC, cái đĩa thắng phong cách của Thái, heo dầu Nissin, được mạ rơm, cốt bánh với hai cái cúc ốc vàng kiểu và khối ốc vàng trên cái đĩa đủ làm xe tỏa sáng. Các chân sau được phay lại từng góc cạnh rất lạ, cổ bô Titan, ba ga Titan 10 ly. Cặp phục sau XS mình giàu rời đầy cứng cáp làm cho xe thêm phần hố khi nhìn từ phía sau. Niềng nhôm chiếc xe lăn bánh rất nhẹ nhàng, dàn ốc và phát tăng sên vàng, tượng đài một thời là sự thành công của nhãn đà. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.